Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và các địa phương phân bổ quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để đảm bảo khả năng cân đối chung, phục vụ đúng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án giải ngân kế hoạch vốn, nhất là các dự án quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương còn hạn hẹp, hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư và huy động nguồn vốn xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh sau tháng đầu năm đạt trên 9.405 tỷ đồng, giảm 3,18% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước ước đạt 6.639 tỷ đồng, chiếm 70,59% so với cùng kỳ, tăng 8,95% để đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nhất là vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách triển khai đồng bộ các giải pháp theo đó tỉnh ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm công trình mang tính cấp bách và có ý nghĩa an sinh xã hội việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đã khắc phục được tình trạng đầu tư giàn trải phân tán góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu định hướng của chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội